Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu huy động hàng loạt xe đặc chủng, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ trấn áp tội phạm đợt cao điểm Tết Nguyên Đán. Sáng ngày 15 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Ban chỉ đạo 138 tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn toàn tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, hoạt động phòng chống tội phạm được nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Theo Đại tá Nguyễn Văn Thời, những tháng cuối năm và bước sang năm mới, theo quy luật, các hoạt động kinh tế xã hội sẽ sôi động nhưng cũng là thời điểm xuất hiện những yếu tố tiềm ẩn, phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Do đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh đặt ra những thách thức và nhiệm vụ cao hơn so với thời gian trước. Tại lễ ra quân, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắn súng phát lệnh trấn áp tội phạm đợt cao điểm Tết Nguyên Đán. Sau hiệu lệnh ra quân, cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an tham gia diễu hành và thực hiện nhiệm vụ. Dự kiến đợt ra quân lần này sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ gồm nhiều lực lượng khác nhau. Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đề nghị lãnh đạo các cấp phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, chức vụ. Cùng với đó, tập trung giải quyết các vụ án, vụ việc do Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Thường trực tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.